Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị, tối qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tôn vinh nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự lễ. Trong chương trình, nhiều tiết mục tôn vinh các nghệ sĩ đã được trình diễn. Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú là danh hiệu vinh dự cao quý của Đảng, Nhà nước, dành tặng cho những cá nhân có nhiều cống hiến, đóng góp và gắn bó lâu dài trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có trí tuệ và phẩm giá, hết lòng, hết sức, tận tụy phục vụ nhân dân, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, là những tài năng nghệ thuật có tác phẩm xuất sắc, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, được công chúng đón nhận, yêu thích, mến mộ. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ tin tưởng đội ngũ nghệ nhân, nghệ sĩ sẽ không ngừng đổi mới sáng tạo, tìm tòi thử nghiệm các phương thức biểu đạt mới phù hợp với văn hóa Việt Nam, vươn tầm khu vực và thế giới, có nhiều tác phẩm hay, truyền tải những giá trị nhân văn tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người Việt Nam. Trong đợt xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10, Thành phố Hồ Chí Minh có 25 nghệ sĩ được truy tặng, phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, 40 nghệ sĩ được truy tặng, phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Công tác xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú đã góp phần động viên khích lệ các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ, say mê trong sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật, tạo ra nhiều chương trình, vở diễn, tiết mục có giá trị để phục vụ nhân dân. Sáng qua, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả 10 năm thực hiện kế hoạch số 100 của Ban Bí thư khóa 11 về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tại báo cáo tổng kết của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về 10 năm thực hiện kết luận số 100 KL/TW liên quan đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội cho thấy, thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy luôn nhấn mạnh các yêu cầu về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đối với công tác nắm bắt, điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới, xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, cần thiết và là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đã chỉ đạo việc tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua nhiều hình thức, đặc biệt là các phản ánh liên quan đến các dự án, công trình ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, kịp thời đề xuất kiến nghị với cơ quan chức năng điều chỉnh phù hợp và đề ra các giải pháp, đã xây dựng mạng lưới cộng tác viên cấp thành phố là 50 người, cấp quận huyện là 20 người trên một đơn vị. Bên cạnh đó, để việc nắm bắt thông tin được đa dạng, Ban Tuyên giáo đã tổ chức giao ban chuyên đề trong từng giới, công nhân, thanh niên, trí thức, phụ nữ, hưu trí, tiểu thương, y tế, chủ động xây dựng, thành lập các trang thông tin chính thống, giúp công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội ngày càng kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt xuất hiện nhiều mô hình hay như nhóm giải pháp liên quan đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt và thực hiện các cuộc khảo sát thăm dò dư luận xã hội. Thời gian tới, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề ra nhiều phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa kết luận số 100 của Trung ương, chỉ thị số 12 và kết luận số 455, quy định 1374. Trong tình hình mới, xây dựng đội ngũ, củng cố đội ngũ làm công tác dư luận xã hội và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp theo hướng mở rộng, phát huy vai trò cán bộ địa phương, phối hợp hiệu quả các sở ngành, cơ quan trong việc phản hồi, cung cấp thông tin giải đáp, định hướng, xử lý các vấn đề dư luận xã hội đặt ra. Nằm trong chương trình làm việc tại Việt Nam, tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp Canada đã có buổi thông tin trao đổi với báo chí về định hướng hợp tác phát triển kinh tế thương mại hai nước trong thời gian tới. Hiện Canada là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong khu vực châu Mỹ và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong khu vực ASEAN. Năm 2023, trao đổi thương mại hai nước đạt 6,24 tỷ đô la Mỹ, đánh giá cao tiềm năng hợp tác phát triển giữa hai nước. Bộ trưởng Marion cho rằng hai bên cần khai thác, tận dụng đến mức cao nhất những tiềm năng thông qua các kênh hợp tác song phương và đa phương, khẳng định Canada luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu trong khu vực, đánh giá cao vai trò của Việt Nam và ASEAN trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Dịp này cũng đã diễn ra lễ gia hạn thỏa thuận đối tác giữa CAE, doanh nghiệp Canada, chuyên sản xuất các thiết bị mô phỏng bay, tập bay cho phi công và trung tâm huấn luyện bay của Vietnam Airlines.
Cũng trong tối qua, phát biểu tại tiệc chiêu đãi, thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoang bày tỏ vui mừng trước quan hệ kinh tế thương mại giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Canada đang phát triển tốt đẹp. Với vai trò là trung tâm kinh tế của cả nước, thành phố luôn chào đón tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động thương mại và đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Canada. Ban An toàn giao thông Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường dự và phát biểu chỉ đạo. Cụ thể, trong năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 1.700 vụ tai nạn giao thông. So với năm trước, giảm 19% về số vụ, số người chết giảm 15% và số người bị thương giảm 21%. Kết quả này nhờ nỗ lực từ nhiều phía. Tôi tham mưu cho công an thành phố hai cái chuyên đề mà thực hiện có hiệu quả, đồng thời kéo giảm cái tình hình tai nạn giao thông. Thứ nhất là cái chuyên đề về xử lý vi phạm tốc độ, xử lý vi phạm nồng độ cồn, tập trung xử lý kiểm soát với các cấp độ của thành phố, của công an cấp huyện và đang xen nhau để mà có vùng ngoại thành, vùng nội thành để chúng tôi tập trung chia ra cái đối tượng để chúng tôi tập trung xử lý. Thành phố hiện còn gần 10 điểm đen tai nạn giao thông và trong số 24 điểm nguy cơ ùn tắc giao thông chỉ có 4 điểm có chuyển biến tốt, còn lại không chuyển biến và chuyển biến nhưng còn phức tạp. Đặc biệt quý 1 năm 2024, số vụ tai nạn giao thông đường bộ đang tăng 8% và số người bị thương tăng 29% so với cùng kỳ. Rất mong công chí chúng ta hết sức cố gắng, bởi vì là nếu mà bước sang 2024 mà cũng không có đột biến ấy, không có chủ động hơn ấy, để thực hiện một số giải pháp đột biến ấy, thì cái kết quả mà 2023 là duy trì là chúng ta sẽ khó có thể mà duy trì được cái tính tích cực. Trên cơ sở cái chủ đề năm của 2024 là tiếp tục là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Đấy, các quy định rồi các cơ sở chính trị pháp lý chúng ta có đầy đủ rồi. Đấy, để triển khai, rất mong các chí tiếp tục bám để đảm bảo được cái xuyên suốt để chúng ta thực hiện. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, nghiên cứu tổ chức giao thông khoa học, phù hợp, thường xuyên rà soát, khắc phục kịp thời các điểm đen giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát các trường hợp vi phạm, đặc biệt vi phạm nồng độ cồn, duy trì kỷ luật kỷ cương theo tinh thần không né tránh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Về lâu dài, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch các trục chính đô thị, nút giao thông trọng điểm, hệ thống đường vành đai, kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh. Chiều qua, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH đã tổ chức hội nghị trao đổi về định hướng tuyên truyền nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ. Nghị quyết số 98 được Quốc hội thông qua đã tạo điều kiện cho thành phố Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực, tạo đà phát triển, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh để tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế xã hội của vùng Đông Nam Bộ và cả nước. Đặc biệt, nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang tạo đà cho sự bứt phá phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ. Với tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới, các tỉnh trong vùng đang nỗ lực để đạt những mục tiêu, nhiệm vụ thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ trong thời gian tới. Sơ kết một năm phối hợp tuyên truyền về hai nghị quyết 98 và 24, các đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, Bình Dương, Long An, VOH và HTV đã thực hiện các chương trình ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội tại địa phương mình như an sinh xã hội, đời sống người dân, các lễ hội truyền thống, hoạt động du lịch, các dự án trọng điểm của vùng như Vành Đai 3, Vành Đai 4. Thời gian tới, để công tác tuyên truyền nghị quyết có chiều sâu, đi vào thực chất hơn, đại diện các đài phát thanh truyền hình đề xuất cần phối hợp, cộng hưởng để tạo sự lan tỏa, sản xuất chương trình tọa đàm 1-2 tuần trên một lần, nội dung về phát triển văn hóa, kinh tế, du lịch, về thị trường tín chỉ carbon. Cần phối hợp xây dựng kịch bản hoàn chỉnh các chuyên trang, chuyên mục, chủ đề mang tính khu vực, kết nối phát triển Đông Nam Bộ, đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập, kỹ năng khai thác và truyền tải thông tin trên nền tảng mạng xã hội để tăng khả năng tiếp cận với công chúng. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị giao ban ngành dân quân tự vệ quý 1 và họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ Việt Nam. Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết quý 1 năm 2024, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức các cấp, đơn vị tự vệ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất giải quyết các vụ việc phức tạp tại cơ quan và trên địa bàn, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, luôn bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ tự vệ và cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của đơn vị.
Tuy nhiên, vai trò tham mưu của cán bộ chỉ huy ban chỉ huy quân sự đôi lúc chưa phát huy tính chủ động, số lượng cán bộ, các đối tượng, công nhân, người lao động chưa qua bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh còn nhiều. Bộ Tư lệnh thành phố xác định, nhiệm vụ quý 2 năm 2024 sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Quân khu, chú trọng xây dựng ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức đơn vị tự vệ vững mạnh toàn diện, kiện toàn ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức đủ số lượng tham gia huấn luyện cho lực lượng tự vệ đúng theo chương trình và thời gian quy định. Thưa quý vị, trong dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất quy định gói bảo hiểm y tế bổ sung. Đây là bảo hiểm y tế thương mại mang tính tự nguyện, áp dụng cho những người đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, giúp giảm chi tiền túi, tăng nguồn tài chính cho chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, phát huy vai trò kết nối giữa bảo hiểm y tế bắt buộc và bảo hiểm y tế thương mại của các cơ sở kinh doanh bảo hiểm hiện nay. Hiện Việt Nam có hai hình thức bảo hiểm y tế, trong đó bảo hiểm y tế bắt buộc không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh theo quy định. Còn bảo hiểm y tế thương mại là sản phẩm của các công ty bảo hiểm hoạt động có lợi nhuận theo luật kinh doanh bảo hiểm, được thiết kế phù hợp với mong muốn của người ký hợp đồng bảo hiểm theo điều kiện và nhu cầu. Thông tin chi tiết trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quy định của Luật Việc làm năm 2013, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 12 tháng. Luật Việc làm không có quy định về việc không được bảo lưu và tính hưởng cho thời gian đóng vượt quá 144 tháng, nên khi quá trình đóng các khoản dài khiến người lao động bất bình vì cảm thấy thiệt thòi quyền lợi. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động Thương binh Xã hội có hướng dẫn thống nhất giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc này. Phần tin thế giới, thưa quý vị, ngày 28 tháng 3, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đến thăm thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Chuyến đi này của ông Kuleba nhằm tăng cường mối quan hệ với Ấn Độ và thúc đẩy tầm nhìn của Kiev về con đường hòa bình ở Ukraine. Ông Kuleba đã đến thăm đài tưởng niệm Mahatma Gandhi. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraine đã nhấn mạnh việc xây dựng đối thoại giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Narendra Modi. Ukraine hy vọng có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh thế giới mà không có sự tham dự của Nga trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình của nước này, trong đó có việc kêu gọi các lực lượng Nga rút khỏi lãnh thổ Ukraine. Trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Ukraine đến New Delhi, Thủ tướng Modi đã điện đàm riêng với Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ấn Độ vốn có mối quan hệ kinh tế và quốc phòng thân thiết với Nga. Nước này đã không chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Thay vào đó đã đẩy mạnh việc mua dầu của Nga lên mức kỷ lục. Ngày 28 tháng 3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức bổ nhiệm ông Oleh Ivashenko vào vị trí người đứng đầu của cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine. Ông Ivashenko sẽ thay thế ông Oleksandr Litvinenko, người được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine. Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của cơ quan này trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời ca ngợi ông Ivashenko là một người có đủ phẩm chất và am hiểu các hoạt động tình báo. Trong sự nghiệp của mình, ông Ivashenko không thường hay xuất hiện trước công chúng, dù giữ nhiều vị trí chủ chốt trong cơ quan tình báo và quân đội Ukraine. Hàn Quốc đã chính thức khởi động các chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử quốc hội khóa mới, dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 4 tới. Đây được xem là cuộc đua giữa hai đảng chính ở Hàn Quốc, gồm đảng quyền lực quốc dân BBB cầm quyền và đảng dân chủ DB đối lập. Lãnh đạo cả hai đảng đều chọn Seoul là điểm đầu tiên để bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử. Phát biểu mở màn chiến dịch, lãnh đạo đảng PPP Han Dong-hun nêu bật những nỗ lực của đảng này trong việc giải quyết các vấn đề sinh kế của người dân. Trong khi đó, chủ tịch đảng DP Lee Jae-min tổ chức sự kiện vận động tranh cử tại nhà ga Yongsan ở trung tâm thủ đô Seoul. Các nhà quan sát nhận định 48 đơn vị bầu cử tại thủ đô Seoul sẽ là khu vực cạnh tranh quyết liệt nhất và sẽ quyết định kết quả bầu cử. Trong cuộc bầu cử lần này, các ứng cử viên sẽ cạnh tranh
Anh để giành 300 ghế trong Quốc hội Hàn Quốc. Kết quả thăm dò dư luận cho thấy đảng DP có thể giành được hơn 200 ghế, đạt tỷ lệ trên 2/3 để cho phép đảng này có quyền phủ quyết các quyết định của Tổng thống và thậm chí luận tội Tổng thống. Nếu điều này xảy ra, chính quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol hiện nay sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc thông qua các chính sách quan trọng trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ 5 năm. Báo cáo chính thức của Văn phòng Thống kê Anh công bố ngày 28 tháng 3 cho biết, nền kinh tế nước này đã rơi vào suy thoái kỹ thuật trong nửa cuối năm 2023. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Thủ tướng Rishi Sunak, người đang rất cần trấn an các cử tri rằng nền kinh tế Anh vẫn an toàn dưới sự lãnh đạo của ông. Theo các số liệu chính thức được cập nhật, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Anh giảm 0,1% trong quý 3 năm 2023 và tiếp tục giảm 0,3% trong quý 4. Không thay đổi so với ước tính trước đó. Như vậy, nền kinh tế Anh đã chính thức rơi vào suy thoái kỹ thuật trong nửa cuối năm. Xét tổng thể cả năm, kinh tế Anh chỉ tăng trưởng 0,1%, mức tăng yếu nhất kể từ năm 2009 khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu. Bước sang đầu năm nay 2024, kinh tế Anh đã phát đi một số tín hiệu khởi sắc hơn, với GDP tháng 1 tăng 0,2% và khảo sát cho thấy đa tăng trưởng có thể vẫn được duy trì trong tháng 2 và tháng 3. Tuy nhiên, đà phục hồi này là quá chậm, chỉ xếp sau Đức trong nhóm các nước phát triển G7. Ngân hàng Trung ương Anh BOE dự báo kinh tế nước này sẽ chỉ tăng trưởng 0,25% trong năm nay, thấp hơn mức dự báo 0,8% đưa ra trước đó. BOE dự báo lạm phát tại Anh đang tiến gần ngưỡng để có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, mở ra hy vọng về giai đoạn phát triển tốt hơn cho nền kinh tế nước này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ dỡ bỏ thuế rượu vang Australia từ ngày 29 tháng 3, chấm dứt 3 năm sản phẩm này phải đối mặt với mức thuế cao. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra được cải thiện trong thời gian gần đây. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ không còn cần phải thiết lập thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm rượu vang nhập khẩu từ Australia. Hồi tháng 3 năm 2021, Trung Quốc nâng thuế đối với rượu vang Australia từ 116% lên 218%. Quyết định này cùng tác động từ đại dịch COVID-19 khiến nhiều hãng sản xuất rượu vang Australia lâm vào khủng hoảng. Kim ngạch thương mại rượu vang Australia với Trung Quốc trị giá gần 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019, nhưng hiện tại ước tính chưa đến 10 triệu đô la. Số liệu từ năm 2023 cho thấy lượng rượu vang tồn kho tại Australia đã lên tới hơn 2 tỷ lít. Do đó, với việc Trung Quốc dỡ bỏ thuế quan, số lượng rượu này cuối cùng cũng có cơ hội tới tay người tiêu dùng Trung Quốc. Ngày 28 tháng 3, các tài xế thuộc Liên đoàn Lao động Xe buýt Seoul của Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tổng đình công lớn để đòi tăng tiền trả cho các giờ làm thêm. Cuộc đình công gây gián đoạn nhiều hoạt động đi lại ở Seoul nhưng đã được chấm dứt sau đó 11 giờ khi các bên đạt được thỏa thuận tăng lương. Dưới sự hòa giải của chính quyền thủ đô, nghiệp đoàn lao động xe buýt Seoul và các chủ lao động đã đạt được thỏa thuận về mức tăng 4,48% tiền lương và khoản tiền thưởng 650.000 won, tương đương 482 đô la Mỹ cho các dịp nghỉ lễ. Sau khi đạt được thỏa thuận, các tài xế đã lập tức trở lại làm việc, bình thường hóa hoàn toàn các dịch vụ xe buýt trước giờ cao điểm buổi tối. Hoạt động đình công trước đó đã ảnh hưởng đến hơn 7.200 xe buýt nội đô, khiến hầu hết dịch vụ xe buýt tại Seoul ngừng hoạt động, gây nhiều bất tiện cho hành khách vào giờ cao điểm buổi sáng. Liên đoàn lao động xe buýt Seoul có khoảng 18.000 thành viên tại 65 công ty. Đây là cuộc tổng đình công đầu tiên do liên đoàn này phát động kể từ năm 2012. Trở lại với các thông tin trong nước, thưa quý vị, Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam là sự kiện thường niên, quy mô cấp quốc gia, kết nối quốc tế. Mục tiêu trọng tâm của diễn đàn nhằm nâng cao hiệu quả kết nối, tăng cường cơ hội hợp tác đầu tư thương mại giữa các địa phương, đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp. Chủ đề của diễn đàn năm nay là Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững, từ chiến lược chính sách của chính phủ tới các sáng kiến giải pháp của địa phương và doanh nghiệp. Diễn đàn sẽ có sự tham dự của 25 tỉnh, thành phố phía Bắc cùng đại diện các bộ, ban ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế cùng hơn 200 doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam. Trong khuôn khổ diễn đàn, ban tổ chức sẽ công bố top 10 và top 50 doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2023, nhận vinh danh giải thưởng Rồng Vàng lần thứ 23. Qua 3 lần tổ chức thành công tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, diễn đàn năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, một cực tăng trưởng của tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc vào ngày 10 tháng 4 tới.
Với tinh thần xung kích tiên phong, sẵn sàng nhận lãnh mọi việc khó của tuổi trẻ để chung tay vì sự phát triển của thành phố mang tên Bác, lực lượng đoàn viên thanh niên của các sở ngành địa phương đã không ngừng phấn đấu thi đua với nhiều nội dung, công trình ý nghĩa, góp phần thiết thực vào công tác chuyển đổi số của thành phố. Nhờ triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều mô hình chuyển đổi số ngay từ cấp cơ sở, quận Phú Nhuận được Ban chỉ đạo chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh đánh giá là địa phương có chỉ số chuyển đổi số ở mức nâng cao, dẫn đầu 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức. Với phương châm ba liên kết, lực lượng, địa bàn, cộng đồng, đoàn viên thanh niên của quận đã chung sức cùng chính quyền trong công tác cải cách hành chính và phổ cập kỹ năng thao tác trên môi trường số cho người dân trên địa bàn. Tôi thì không có rành về công nghệ, có đoàn viên thanh niên ở đây thì tận tình giúp đỡ người cao tuổi như tôi. Các cơ sở đoàn cũng đã tổ chức các hoạt động, đầu tiên là có ra quân các đội hình để hỗ trợ hướng dẫn cho người dân cài đặt các ứng dụng trên điện thoại thông minh của mình. Cũng có các tổ thanh niên để hỗ trợ cho người dân thực hiện cái nội dung là dịch vụ công trực tuyến. Thì cũng có tổ chức các sân chơi, các hội thi ứng dụng công nghệ thông tin. Còn tại phường 14, quận 5, tổ công tác của đoàn phường cũng đã ra quân trong ngày hội văn hóa của địa phương để hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi cài đặt và thao tác cơ bản trên ứng dụng trực tuyến VNEID. Các bạn hướng dẫn cho tôi rất là nhiệt tình, nên tôi cảm thấy là nó rất là đơn giản. Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn người dân đăng ký cái VNEID để người dân có thể sử dụng cái tài khoản dịch vụ công để đăng ký các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian chi phí. Năm 2023 là năm đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các sở ngành địa phương nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các đơn vị khi thực hiện chương trình chuyển đổi số. Chỉ số này vừa là thước đo, vừa là động lực để toàn hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên thành phố tích cực tham gia chuyển đổi số, sáng tạo và khởi nghiệp. Quận Tân Bình đã tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề kết quả nổi bật trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và những điểm mới của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cho hơn 400 cán bộ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Thanh đã thông tin kết quả nổi bật trong công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, sự nỗ lực chủ động của ngành bảo hiểm xã hội trong việc đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định, công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả phục vụ, đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm xã hội tốt hơn, công tác quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội an toàn hiệu quả, thông tin nhận diện, phê phán các hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, những điểm mới của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trên địa bàn quận, triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Thưa quý vị, báo chí dữ liệu đã xuất hiện từ những năm 1970 trên thế giới bằng những biểu đồ, hình vẽ để minh họa cho các bài viết. Còn tại Việt Nam thì báo chí dữ liệu được nhắc đến nhiều trong hơn một thập niên trở lại đây khi mà công nghệ kỹ thuật số và mạng Internet phát triển. Những hội thảo chuyên ngành là cơ hội để các nhà báo, nhà quản lý và nhà nghiên cứu cùng nhau trao đổi, cập nhật và ứng dụng xu thế này phục vụ phát triển kinh tế báo chí. Báo chí dữ liệu là việc sử dụng con số, dữ liệu để tạo ra một tác phẩm báo chí một cách bao quát, hấp dẫn nhất có thể. Cách trình bày các tác phẩm báo chí truyền thống có quá nhiều chữ, khó có thể thu hút sự chú ý của công chúng hiện đại. Nói đến báo chí dữ liệu là nói đến hình ảnh hóa dữ liệu bằng các biểu đồ, infographic. Báo chí dữ liệu là sự kết hợp giữa khả năng phân tích của phóng viên và khả năng phân tích dữ liệu của một nhà thống kê. Phóng viên phân tích dữ liệu thô bằng các công cụ hỗ trợ và tìm ra những điểm bất thường hoặc nổi bật, sau đó biến dữ liệu thành tác phẩm báo chí. Ngay cái dữ liệu nó cũng chính là cái nguồn doanh thu rất là tốt. Hiện nay ở trên nhiều hãng thông tấn trên thế giới, thực chất ra họ sống không phải bằng tin tức đâu, họ sống bằng bán dữ liệu. Ý như hiện nay tôi biết rằng là một số tòa soạn đã bắt đầu nhìn thấy điều đấy và có đầu tư rồi. Và cái thứ hai đó là việc báo chí dữ liệu có thể giúp xây dựng nội dung và kể chuyện cho trong các cái tác phẩm báo chí. Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam rất là chú trọng để định hướng cho các cơ quan báo chí
nhằm thúc đẩy một cái nền báo chí số trong năm 2024. Điều này nó phụ thuộc vào cái chiến lược của từng cơ quan báo chí và đặc biệt là sự nỗ lực của các nhà báo trong việc là làm sao đó để tự mình rèn luyện, học tập. Bởi vì nó không khó nhưng mà nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực rất là lớn trong đổi mới sáng tạo báo chí. Mình cũng không nên là cứng nhắc là cứ phải giữ theo cái lối truyền thống. Thế nhưng mà cũng không nên vội vã chạy theo những trào lưu mới, đánh mất những cái giá trị truyền thống mà chúng ta phải có cái sự kết hợp hài hòa, có sự liên thông giữa trong cách làm báo ấy, giữa những cái thông tin nhanh nhạy với những cái nguồn tin chính thống đã được kiểm chứng, tạo sự tin cậy cho bạn đọc. Hiện nay, cách trình bày tin đồ họa trở nên dễ dàng hơn với những chương trình thiết kế trên Internet cùng các gói dịch vụ dành riêng cho các cơ quan báo chí. Một số cơ quan báo chí đang kết hợp những tác phẩm báo chí siêu dữ liệu vào trong tác phẩm báo nhúng, tức báo chí ứng dụng công nghệ thực tại ảo, với những góc nhìn đa chiều tạo sự hấp dẫn cho công chúng. Những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo thu hút nguồn nhân lực vào quân chủng hải quân tại các tỉnh Tây Nguyên đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại các địa phương, báo cáo viên của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam, quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên Biển Đông, vai trò của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam, đồng thời tư vấn tuyển sinh và học viện Hải quân cho hơn 4.000 cán bộ, nhân dân, đồng bào và học sinh trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum. Việc tuyên truyền cũng như là tư vấn tuyển sinh về Hải quân rất là mới mẻ ở trên địa bàn Kon Tum. Thì trong cái cơ hội lần này thì những các bạn mà có nguyện vọng có thể là thi tuyển vào các trường Hải quân. Những ngôi nhà mới đã sớm hoàn thành để chống chọi với thiên tai. Những cuốn vở, truyện tranh, dụng cụ học tập hay những suất học bổng mang đến Tây Nguyên làm quà cho các học sinh nghèo chính là bài tuyên truyền cô động xúc tích, góp phần làm thất bại âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Và người ta hết sức là trân trọng thì điều đó rõ ràng cái nội dung công tác tuyên truyền biển đảo tại cái địa điểm này thu hút và cái niềm tin tưởng của người dân đối với cái nội dung tuyên truyền. Năm 2023, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn cả nước, xây dựng 123 căn nhà tình nghĩa, tặng học bổng thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo học giỏi, hàng ngàn suất quà cho đồng bào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước, tổ chức khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Qua theo dõi gọi là trên chương trình gọi là ở lại biên giới là và hải đảo thì cũng có, chúng tôi không biết gọi là quân lính hải quân là như thế nào, nhưng đến hôm nay là chúng tôi cũng rất là phấn khởi. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa mà Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn dành cho đối tượng học sinh, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, nhằm khơi dậy tình yêu biển đảo Tổ quốc và các hoạt động dân vận, xã hội từ thiện trên địa bàn. Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhân dân, đồng bào và chiến sĩ cả nước. Lễ khai mạc lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon Sài Gòn Tourist Group 2024 vừa diễn ra vào chiều qua với sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng. Trong lần trở lại với quy mô lớn hơn và ấn tượng hơn cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon Sài Gòn Tourist Group 2024 tiếp tục là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực ba miền, được trình diễn và phục vụ bởi đại diện các thương hiệu ẩm thực nổi tiếng đến từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4-5 sao thuộc Sài Gòn Tourist Group tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, cùng các đối tác Sài Gòn Tourist Group. Lễ hội còn tích hợp thêm nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, tái hiện sinh hoạt các làng nghề truyền thống. Đây sẽ là điểm hẹn văn hóa ẩm thực không thể bỏ qua dành cho du khách trong và ngoài nước cùng bà con Việt Kiều từ khắp nơi trên thế giới. Lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon Sài Gòn Tourist từng được vinh danh nhận được nhiều giải thưởng ẩm thực thế giới trong năm 2022 và năm 2023. Thưa quý vị, diễn ra trong vòng 4 ngày, lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon Sài Gòn Tourist Group năm 2024 là một trong những sự kiện đặc sắc diễn ra vào dịp xuân hè năm 2024. Với 40 gian hàng được phân thành 3 khu vực Bắc, Trung, Nam với nhiều món ngon của các vùng miền, lễ hội văn hóa ẩm thực không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa ẩm thực Việt Nam mà còn góp phần quảng bá cho du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu dịp hè năm nay.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.